Chàng trai trẻ chấp nhận lái máy bay bà già vì siêu xe và đóng của hồi môn tận 18 tỷ. Cộng đồng mạng đang thực sự xôn xao trong mấy ngày gần đây về đám cưới của cặp đôi phi công bà già đến từ thị xã Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Chú rể là một chàng trai 23 tuổi và cô dâu là một người phụ nữ 38 tuổi. Điều quan trọng là cô dâu đã có một đời chồng và có một người con riêng, năm nay được 14 tuổi. Hiện tại khi đám cưới được tổ chức thì cô dâu đang mang thai đứa con của cô và chú rể trong bụng. Ban đầu đám cưới này không được bố mẹ của chú rể đồng ý, phản đối kịch liệt để cậu con trai quý tử của mình kết hôn với người đàn bà có chồng. Hơn con mình nhiều tuổi là không ổn. Tuy nhiên sau khi cô dâu đưa ra của hồi môn là một chiếc xe Ferrari, nhiều bất động sản trị giá 16 tỷ đồng Việt Nam và 22,2 tỷ đồng Việt Nam tiền mặt, bố mẹ chú rể đã chấp thuận cho đám cưới khập khiễng này được diễn ra. Để khoe khoang sự giàu có của mình, trong đám cưới cô dâu và chú rể còn đeo rất nhiều các loại vòng vàng trang sức vô cùng rực rỡ. Thậm chí còn quay lại đám cưới để đăng tải lên mạng, điều này tạo nên một làn sóng bất bình trên cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đám cưới này thực sự kịch cỡm, chú rể thì chỉ là một kẻ đào mỏ lợi dụng tiền của cô dâu mà thôi.